Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành được gia đình của chị Bình và anh Huy là ba mẹ của người cá tai lì xì cho 600.000. Nay tôi lấy cái số tiền đó để cứu mạng chúng sanh trong biển khổ, là những cái loài vật bị sát hại ở trong tự nhiên, nên tôi thả chúng về tự nhiên. Đây là những cái con tôm chì, thưa quý vị. Bây giờ mình thả tôm chì xuống nước. Rồi tôm chì này nó cũng ngợp đơ đơ, nhưng mà thả xuống thì nó bơi được á. Rai cá tì tì, con mới làm cái gì đó. Nó mới bắt một con tôm chì chết ăn thịt. Dạ. Ở đây em phóng sanh thì có mấy con nó ngợp ngợp thì nó chết, nó ngợp thì nó nằm vậy nè. Thì nó vừa bị rai cá tì tì xử lý. Rồi. Một. Xong một công chuyện. Rồi cảm ơn gia đình anh Huy, chị Bình và gia đình của anh Đại là phụ huynh của bạn của người cá tai nha. Là phụ huynh của bé Như. Thì tiếp tục mình sẽ phóng sanh bạch tuộc. Rồi để cho mọi cái trật duột trong năm cũ nó qua đi, để đón một năm mới tuyệt vời ha. Bạch tuộc thì giá nó hơi bị cao. Nhưng mà có duyên tài trợ thì em phóng sanh hết mình. Dạ. Phước đức tăng trưởng nha quý vị. Bây giờ mình phóng sanh bạch tuộc đâu đây? Ra sông lớn bơi một vòng với bạch tuộc đi ha. Ok không? Chơi luôn. Đây 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 anh em ơi. Đi bơi đi bơi đi bơi. Đi bơi cho nó trọn vẹn niềm vui nè. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Mấy đứa nhỏ đâu? Ra đây bơi một cái thôi nha, không bơi nhiều đâu. Nghe người cá tai hẹn đi ra ngoài Vũng Tàu chơi nữa. Hôm nay em tuyên bố nghỉ lụm rác một bữa nha. Nay mùng 5. Nằm mà hưởng. Ăn chơi. Trời ơi, mấy bữa lụm rác toàn là cứt không mà em hửi muốn phê lắm luôn. Rác thải nhựa rồi mấy cái cứt tải em bé đồ dơ bẩn lắm, rác cá nó không có chịu. Nó đòi em lụm hết, cái gì mà có nhựa vô là nó kêu em lụm. Nó giống như là giám sát của em vậy, coi đi em có làm nhiệm vụ không. Em dạy nó lụm rác mà cuối cùng nó thành thầy của em luôn. Em lười biếng không được với nó. Nó cứ đứng nó kêu ép 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 lụm đi lụm đi vậy đó. Hỏi sao đi thôi anh em, giờ này nước lên đi bơi rất là đã luôn, nước biển chảy vô nè. Bạch tuộc nha, sẽ làm một video tiên cá bơi với bạch tuộc tặng gia đình anh Đại và anh Huy nha. Trời ơi, tặng hai gia đình. Rồi nguyện cầu cho hai gia đình con cái học hành tấn tới nha, học giỏi nha, có nhiều trí tuệ hơn nữa. Mấy em phát triển được nhiều trí tuệ để sống có ích cho xã hội, làm được những việc lợi ích cho cộng đồng. Thấy gia đình cũng có điều kiện đó, nên bây giờ cần con cái có trí tuệ thôi, để mai mốt không có phá sản. Chứ cha mẹ làm ăn được mà con cái tới lúc thiếu trí tuệ dễ bị cám dỗ, làm đưa gia đình đi tuột dốc luôn. Đó là như vậy, nó làm cha mẹ buồn lòng. Bây giờ mình phóng sanh giải cứu loài vật trong tự nhiên, để cho mọi việc tốt lành nha mọi người. Ồ, nước biển là đẹp ha. Nước biển này mà chê, trời ơi trời.
Biển này còn hơn biển Vũng Tàu nữa đó. Biển cái là xả rác nhiều, mà rác ở đây thì tôi lụm 8 tháng nay nữa cũng sạch lắm rồi. Có rác là ngày nào cũng lụm. Giờ mới bắt đầu quay phim. Rồi nè, coi nè, coi những người văn minh nhất hành tinh này nè, mới lụm xong đó, giờ xả nữa cho đóng nữa nè. Từ bi tục đỉnh mà kìa, nãy xả dây chai đó, rái cá nó vô nè, nó mò đó. Đúng ý chưa? Thấy tôi anh khổ quá, cho tôi anh một đống dây chai để tôi anh về bán kiếm tiền nuôi rái cá nha. Thì da, trời ơi, từ bi quá vậy. Thảo công ăn chuyện làm ghê luôn, không làm không được. Em biến thành tiên cá thôi.